Chương 1 Tiết tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nàng luôn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn dị thường giống cái mặt mèo. Vĩnh viễn mang biểu tình biến nhát, khóe môi thường nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt xấu xa, luôn thu hút người khác nhìn đến, ai cũng đoán không ra cặp mắt bảo thạch long lanh kia bên trong rốt cuộc ẩn giấu tâm tư kỳ quái gì. Lúc này tay hắn liền nhẹ nhàng đụng chạm gương mặt này, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, sắc mặt của nàng tái nhợt như tuyết, làm hắn cho rằng tính mạng của nàng gần như sắp kết thúc về sau mới biết được đó là bởi vì nàng ít khi được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời này cũng được gần một năm quen biết so với quá khứ khí sắc của nàng tốt hơn rất nhiều hai má cũng trở nên nở nang một chút hồng nhuận một chút chính là không biết vì mỗi ngày nương nhờ trong phủ của hắn ăn sơn hào hải vị hay là bởi vì hắn cho nàng nhiều lắm những thú vui về nữ nhân ngón tay hạ xuống cặp mắt còn mơ màng buồn ngủ hơi mở cánh mũi xinh xắn cũng phát ra tiếng hư rất nhỏ, khả là bất mãn việc hắn quấy rầy giấc ngủ ngọt ngào của nàng, thật phiền a. À. nàng dơ dơ bàn tay trắng nõn nhỏ bé lên, đem bàn tay to của hắn đẩy ra, xoay thân mình rồi đem cả khuôn mặt cơ hồ đều chôn ở trong chăn lông tuyết trắng kia, đó là hắn cố ý chuẩn bị nàng, không có nó, ban đêm nàng sẽ không được ngủ. nhược từ, hắn thận trọng tìm từ, nàng nửa mê nửa tỉnh như vậy làm cho hắn khó có thể mở miệng được. hôm nay, bệ hạ tứ hôn cho ta tháng sau chính thức sẽ thành thân đợi đã lâu không thấy người trong chăn có phản ứng hắn liền có điểm bất an chờ đợi bởi vì nàng từ trước đến nay không phải là một nữ tử thích yên ắng ắn, ôn nhu đối với hắn nàng càng có rất nhiều ý tứ muốn khống chế cùng giữ lấy không có khả năng nghe đến tin tức này hoàn toàn không có động tĩnh gì lại qua thật lâu thanh âm của nàng mới từ trong chăn mơ hồ truyền ra nga đã biết chỉ là như vậy như vậy điềm đạm trả lời cũng làm cho trong lòng hắn một trận thất vọng hắn cho rằng nhược từ sẽ nhảy dựng lên nhéo cổ áo của hắn dùng cặp mặt kia trừng lớn uy hiếp hắn tuyệt đối không được thú nữ nhân khác nguyên lai like hắn đánh giá địa vị chính mình trong lòng nàng cao như vậy cứ như vậy trong lòng càng thất vọng hơn từng bước một lui tới cửa còn không cam lòng quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng vẫn là không có nhúc nhích chỉ co rút ở trên giường cũng tốt cứ như vậy kết thúc đi hắn cùng với nàng vốn là người của hai thế giới gặp nhau là một hồi hiểu lầm. Ông nhau, cũng là bởi vì thủ đoạt nàng giáo hoạt. Mến nhau, là vì không thể khống chế sự động tâm trong lòng mà này cách biệt. Là kết cục đã định trước, nhưng ngay khi bàn tay hắn chạm tới cánh cửa, trong chớp mắt, lại mơ hồ nghe được giọng nói mềm mại của nàng, hoài tố. Thiếp sẽ không để cho chàng ly khai thiếp, dù là tử, thiếp cũng sẽ không bao giờ buông tay. Hắn chấn động, đột nhiên quay đầu lại, đối diện với giường nạn nằm trong mắt dần xuất hiện lệ quan một khắc kia, hắn chỉ còn thương tiếc cùng cõi lòng tan nát. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.